Chủ tịch Nawaz lên tiếng việc Thủy Tiên gỡ danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Những ngày qua, việc Thủy Tiên gỡ danh hiệu Hòa bình Quốc tế 2021 trên Instagram nhận được nhiều sự chú ý của người hâm mộ. Chiều ngày 1 tháng 7, ông Nawaz Isara Grisin, chủ tịch cuộc thi đã chính thức lên tiếng. Chiều ngày 30 tháng 6, nhiều khán giả phát hiện dòng tiểu sử Mid Grand National 2021, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 biến mất khỏi trang Instagram của Thùy Tiên. Ngay sau đó, người hâm mộ xôn xao cho rằng mối quan hệ giữa cô và chủ tịch cuộc thi ông Nawaz Isara Grisin đã xảy ra vấn đề. Thậm chí người hâm mộ tinh ý phát hiện ông Nawaz đã hủy theo dõi Thủy Tiên. Tuy nhiên, ngay sau đó vài tiếng, danh hiệu Miss Grand International 2021 trên trang Instagram của Hoa hậu đã được lấy lại. Thế nhưng những ồn ào xoay quanh câu chuyện này vẫn được nhiều người quan tâm. Chiều ngày 1 tháng 7, Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế ông Nawaz chính thức lên tiếng về vấn đề này. Nếu chưa hiểu rõ sự thình, tốt nhất các bạn đừng nên viết gì trên mạng xã hội. Tôi khẳng định nếu không ai sinh sự trước thì tôi chẳng bao giờ phản kháng lại, ông cho biết. Ông Nawaz cho rằng sự thiếu chín chắn của Thủy Tiên bắt nguồn từ việc xóa bỏ danh hiệu Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 trên trang cá nhân. Chủ tịch cuộc thi cho biết, Giám đốc Quốc gia của Việt Nam bà Phạm Kim Dung cũng bất ngờ vì hành động của Thủy Tiên. Bởi các hợp đồng quảng cáo và đại diện thương hiệu của Hoa hậu phần lớn nhờ danh hiệu này. Tôi nghĩ đây là một vất mát cho tổ chức Hoa hậu Hòa bình quốc tế. Thực sự thì hành động này của Thủy Tiên gây ra nhiều vấn đề, ông Nawaz nhấn mạnh. Cuối bài viết, ông cho biết buộc phải lên tiếng về bảo vệ danh dự và uy tín của cuộc thi về phía Hoa hậu Thùy Tiên vẫn giữ im lặng, chưa lên tiếng về vấn đề này. Trước đó, ông Nawaz nhiều lần bày tỏ tình cảm và sự quý mến dành cho Thủy Tiên. Thủy Tiên là một cô gái tuyệt vời, rất khó để tìm ra một Miss Grand International như Thủy Tiên, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Thủy Tiên chuyên nghiệp, luôn đúng giờ, biết cách làm việc và nỗ lực không ngừng. Điều này khẳng định Thủy Tiên xứng đáng, sở hữu vương biện Miss Grand International. Nguyễn Thúc Thùy Tiên sinh năm 1998 là đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 tổ chức ở Thái Lan và giành ngôi vị cao nhất. Cô là người đẹp Việt Nam đầu tiên đăng quang danh hiệu này. Người đẹp từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc, đạt á khôi một cuộc thi hoa khôi Nam Bộ, top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018. Tuy tiên là cử nhân khoa ngữ văn pháp của Đại học Khoa học hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Thủy tiên trở về hoạt động trong nước. Cô từng nhận bằng khen gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021.